Mỗi ngày, bà Thoa cùng các hộ dân sinh sống tại con ngõ 196 Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đều phải đeo khẩu trang bất kể trong nhà hay ra ngoài đường. Bởi lẽ từ lâu, con mương trong ngõ đã tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Điều này khiến người dân tại đây vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Tình trạng này diễn ra cách đây đó khoảng 15 năm nay rồi. Hôi thối không chịu nổi đâu cháu ạ. Đâm là mọi người dân ở ngõ 196 này lúc nào phải đóng cửa, có dám lúc nào mở cổng ra cửa ra đâu. Trẻ con, người lớn đều có ở trong nhà hết, không ai dám ra. Ra khỏi cái là phải bịt khẩu trang. Rác thải tích tụ lâu ngày khiến nước dưới lòng mương đen kịt, đặc quánh. Mặc dù nước thải sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại đây không xả thẳng ra ngoài mương, nhưng mương vẫn thường xuyên bốc mùi, rồi muỗi nhiều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân. Để đảm bảo sức khỏe của mình, các hộ cũng đã lập tôn, che kín mương, tuy nhiên vẫn không thể giải quyết hết tình trạng này. Cái lắp này là bọn chị vì không chịu được cái mùi hôi thối nên bọn chị phải tự đậy lắp này đấy. Nó còn đỡ rất nhiều, còn nếu mà không á, mà mới đầu họ còn không cho đậy lắp cơ. Là bọn chị không đậy á, là ví dụ như các cái mùa bắt đầu như này là mùi không ngửi được. Nước sông em không biết á, bơm lên á, gọi đen xì như là nước cống luôn. Cách đó không xa, một con mương tại đường Quang Tiến cũng thuộc địa phận phường Đại Mỗ đã trong tình trạng ô nhiễm nhiều năm. Rác thải nơi đây ứ đọng nhiều ngày, cùng với dòng nước đen kịt, bốc mùi khiến người dân luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Người dân cho biết, vào mùa mưa, nơi đây thường xuyên ngập úng, kéo theo nhiều ruồi muỗi đe dọa đến sức khỏe của các hộ dân quanh đây, đặc biệt đối với trẻ em có sức đề kháng kém. Ngày trước ấy, còn chưa được lạo vét thì mùa mưa là hay bị ngập úng ở đây nữa. Nhà mình thì có cả con bé nhỏ nên là mình cũng khá là quan ngại. Thì thường là cái mùa hè cũng bé cũng hay bị những bệnh về vi khuẩn vi sinh vật cũng là muỗi ruồi. Người dân mong muốn chính quyền sẽ sớm có các biện pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm lâu ngày tại đây, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Mọi người ta cứ đổ những cái xà bần mới lại rác rưởi ra đây, mà nhắc nhở mọi người rất nhiều lần là đừng đổ ra đây, nên đổ ở cái nơi quy định đấy. Thì cũng mong là các cấp các ngành ở địa phương đây là để xem có cái dự án gì làm đường qua đây hoặc làm cái cống chìm để cho nước nó ở dưới ngầm, chứ không nên là nó là cái máng nổi thế này. Mặc dù hàng năm, cơ quan chức năng các cấp chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến công tác cải tạo mương, cầu, đường, thu gom rác, cải thiện cảnh quan đô thị nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, nhưng tình trạng đáng báo động từ những con mương ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện và người dân đang phải khổ sở chống chọi và sống chung với chúng mỗi ngày.